Xin chào khán giả của phòng tin tức. Hôm nay, chúng tôi có một số tin tức thú vị về mẫu xe mới nhất của Kia, The New Carnival. Hãy cùng tìm hiểu những thay đổi mà mẫu xe này mang lại khi bắt đầu giai đoạn đặt hàng trước. Chi tiết, Kia đã chính thức tiết lộ các thông số kỹ thuật và giá chính cho The New Carnival, bắt đầu giai đoạn đặt hàng trước. Mẫu xe này là phiên bản nâng cao của Carnival thế hệ thứ tư, ra mắt lần đầu vào tháng 8 năm 2020, ra mắt sau 3 năm. Bắt nguồn từ sự thành công của lễ hội Carnival thế hệ thứ tư, đã đảm bảo vị trí là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường AV lớn trong nước. The New Carnival tìm cách nâng cao sự hiện diện trên thị trường của mình thông qua những cải tiến hơn nữa về tính năng sản phẩm, tăng thêm nét tinh tế và sự mạnh mẽ cho hình ảnh của nó. The New Carnival thể hiện triết lý thiết kế của Kia, đối lập với United, với thiết kế mới mẻ, các chi tiết trang trí đặc biệt và hệ truyền động hybrid. Mẫu xe này giới thiệu các yếu tố thiết kế mới, tập trung vào các chi tiết trang trí với điểm nhấn là thiết kế, vận hành hệ truyền động hybrid và tối đa hóa hình ảnh sang trọng thông qua cải thiện sự thoải mái khi lái xe, giảm tiếng ồn cũng như các tính năng tiện lợi và tiên tiến bổ sung. Thiết kế bên ngoài của The New Carnival phản ánh triết lý thiết kế đối lập thống nhất của Kia đã phát triển để tinh tế và mạnh mẽ hơn. Mặt trước nổi bật với đèn chạy ban ngày, DIL, Star Map Signature Lighting, mang đến hình ảnh tương lai, cùng với đó là lưới tản nhiệt cỡ lớn với hoa văn trang nhã, tạo vẻ cân đối và ấn tượng. Thiết kế phía sau kết hợp, đèn kết hợp phía sau bản đồ sao, để thống nhất với mặt trước và đặt biển số hướng xuống dưới, đồng thời sử dụng tay cầm kiểu ẩn để có diện mạo cửa sau gọn gàng. Nội thất nhấn mạnh đến một môi trường rộng rãi, nơi bạn có thể cảm nhận trọn vẹn sự yên tĩnh và thoải mái. Nó làm nổi bật bầu không khí tương lai với cụm 12,3 inch tích hợp và hệ thống thông tin giải trí của màn hình cong toàn cảnh. Kia giới thiệu hệ truyền động mới 1.6 Turbo Hybrid, cùng với các tùy chọn động cơ diesel 3.5 gasoline và 2.2 diesel hiện có, phục vụ những khách hàng muốn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giá trị môi trường. Phiên bản 1.6 Turbo Hybrid tự hào có hiệu suất tuyệt vời với công suất tối đa 245 mã lực và các tính năng tiên tiến như e-ride, e-handling và e-ha, nâng cao sự thoải mái khi lái xe và hiệu suất lái. Phần kết luận, với nhiều tùy chọn trang trí khác nhau, hệ truyền động hybrid và các tính năng như độ yên tĩnh được cải thiện, chức năng an toàn, nội thất sang trọng và các tính năng tiện lợi, The New Carnival hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái xe hiện đại và thú vị. Giai đoạn đặt hàng trước hiện đã có hiệu lực, vì vậy hãy đứng đầu hãy truy cập trang web chính thức của Kia để định cấu hình chiếc Carnival của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật về mẫu xe thú vị này. Cho đến lần sau, xin tạm biệt.